Sau đây Yêu Công Nghệ xin giới thiệu tổng hợp các loại dây chuyền jack cho MacBook. Đầu củ sạc MacBook Charger Adapter 2 chấu. Sản phẩm hỗ trợ cho sạc MacBook của bạn nếu jack cắm nhà bạn không tương thích, dễ dàng thay thế, dễ dàng cài, tháo lắp. Dây nối dài sạc MacBook Pro Air. Dây có chiều dài 2m, giúp chiều dài dây sạc của bạn được kéo dài ra đáng kể. Rất tiện dụng cho những người dùng Mac ở phòng lớn, phòng họp có ổ điện nguồn ở xa, đầu chấu 3 chân cắm vào ổ điện. Thiết bị kết nối MacBook với cổng mạng LAN Ethernet Adapter. Dây chuyển đổi từ USB sang cổng mạng LAN cho MacBook Air, MacBook Pro. Tất cả các model MacBook có hỗ trợ cổng USB, sử dụng khi không có Wi-Fi. Thiết bị chuyển đổi USB sang LAN sử dụng được cho Windows 7, Mac kết nối với cổng USB 2.0, MacBook Pro, Air và cung cấp một kết nối RJ45. Thích hợp với các hệ điều hành ME, 2000, XP, Vista 7, macOS XV 10.4.8 trở đi và các loại Linux. Các kết nối mạng LAN Ethernet cho Mac hàng chính hãng Apple, hàng second hand không hộp. Kết nối dễ dàng với máy của bạn, kích cỡ nhỏ gọn. Kết nối thông qua cổng USB 2.0 và cung cấp RJ45 hỗ trợ hoạt động các loại performance của Base-T. Cáp truyền tín hiệu hình ảnh từ MacBook Mini DisplayPort ra VGA máy chiếu. Sử dụng Mini DisplayPort to VGA adapter để kết nối Mac của bạn với màn hình analog tiêu chuẩn, máy chiếu hoặc màn hình LCD có sử dụng một kết nối VGA hoặc cáp dành cho MacBook Unibody, MacBook Pro, MacBook Air. Hỗ trợ lên đến 1080p, 1920x1200 độ phân giải. Cáp truyền tín hiệu Mac Mini DisplayPort ra cổng VGA chính hãng Apple, hàng second hand không hộp. Mini DisplayPort to VGA adapter for MacBook Air, MacBook Pro. Cáp Mini DisplayPort dạng cổng máy chiếu VGA. Sử dụng cho máy Apple MacBook Dell XPS 14-15. Kết nối một tiêu chuẩn tương tự màn hình máy chiếu hoặc màn hình LCD có sử dụng một kết nối VGA hoặc cáp đến một máy Mac với một cổng Mini DisplayPort. Cáp chuyển Mini DisplayPort ra HDMI dài 1,8m. Đây là loại cáp chuyển đổi Mini DisplayPort Mail ra HDMI Mail, phù hợp dùng để truyền tín hiệu từ các thiết bị có cổng ra là Mini DisplayPort như MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac đến các thiết bị nhận có cổng vào HDMI như TV, màn hình máy tính hay máy chiếu. Jack adapter nối Mini DisplayPort MacBook sang cổng HDMI màn hình. Hỗ trợ Mini DisplayPort đầu vào và đầu ra HDMI, hỗ trợ HDMI cao nhất video độ phân giải 1080p, hỗ trợ HDMI 225MHz, 2.25Gbps băng thông cho mỗi kênh. Hỗ trợ HDMI 12bit cho mỗi kênh, 36bit tất cả các kênh có chiều sâu màu. Hỗ trợ âm thanh không nén như LPCM. Hỗ trợ âm thanh nén chẳng hạn như kỹ thuật số DTS, Dolby kỹ thuật số. Thích hợp cho MacBook, MacBook Pro, MacBook Air và iMac. Cáp truyền tín hiệu Mini DVI ra VGA. Chức năng xuất tín hiệu từ Apple iMac, MacBook 12-inch PowerBook G4 ra cổng VGA của màn hình máy chiếu hoặc các màn hình có sử dụng kết nối VGA. Có thể sử dụng theo dạng video mirroring hoặc extended desktop. Nối sạc MacBook MagSafe trên máy bay Airlines Adapter. Thiết bị này sẽ giúp bạn làm việc và giải trí trong suốt chuyến bay khi Apple MagSafe Airlines Adapter liên tục cung cấp năng lượng cho chiếc laptop của bạn thông qua cổng M-Power được ngay tại ghế ngồi. Lưu ý là dây sạc chỉ cung cấp năng lượng chứ không có chức năng sạc pin, nên khi rút dây trong máy bạn, pin sẽ không được nạp thêm. Sạc MacBook MagSafe loại 45W cho máy 11-inch. Sạc Apple MacBook 45W chính hãng dùng cho series các loại máy Apple MacBook Series, MacBook Air 11.6, MacBook Air 13.3. Sạc đúng Apple chuẩn chính hãng, bảo vệ máy luôn ổn định, không chai pin, không bị hư IC nguồn của máy. Điện thế vào AC 100V, 240V, điện thế ra 14.5V, 3.1A. Sạc Mac Pro 13-inch 60W dòng 2012 MagSafe 2. Hàng zin Apple chính hãng, điện thế vào 100V, 240V, điện thế ra 16.5V, 3.65A, 60W. Sạc MagSafe 1 cho MacBook Pro Air 13-inch 60W. Dùng cho series các loại máy Apple Series, MacBook 13.3-inch. Model A1330, A1344, A1184, MA538LL. Sạc đúng Apple chuẩn chính hãng, bảo vệ máy luôn luôn ổn định. Điện thế vào 100V, 240V, điện thế ra 18.5V, 4.6A. Sạc MagSafe 1 cho MacBook Pro 15-17-inch 85W. Sạc Apple MacBook 85W chính hãng dùng cho series các loại máy Apple MacBook. Điện thế vào 100-240V, 15A, 50-60Hz. Điện thế ra 16.5, 18.5V, 4.6A. Sạc MagSafe 2 cho MacBook loại 85W. Sạc Apple MacBook 85W chính hãng dùng cho series các loại máy Apple MacBook Pro 15.5, 17-inch. Điện thế vào 100V, 240V. Sạc Apple MacBook Pro A1150, A1151,
A1260, A1297, A1172, A1222, MA938LLA, 17 inch, 15 inch MacBook Pro 85W. Sạc MagSafe 2 loại 85W cho MacBook Pro E 15 inch 17 inch. Nguồn điện vào AV 100-240V, 50-60Hz. Nguồn điện ra DC 20V, 4.25A, 85W. Đầu DC MagSafe 2 5 pin. Ổ cắm châu Âu. Chiều dài cáp khoảng 1,8m. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn trực tiếp. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Yêu Công Nghệ của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn những clip mới hàng ngày nhé.